Tối ngày 10 tháng 8, Jack đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau những ồn ào diễn ra trong thời gian qua. Trước tiên, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi người hâm mộ và công ty, đối tác vì chuyện riêng tư đã làm ảnh hưởng đến công việc chung. Đặc biệt, trong tâm thư xin lỗi, Jack thừa nhận mối quan hệ với Thiên An đã kéo dài 2 năm và mong được nhận trách nhiệm làm cha đối với bé Son. Ngoài ra, anh cho rằng những điều đã làm là sai lầm của tuổi trẻ và mong khán giả thứ tha. Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức và cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thật sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua. Hôm nay, Jack muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình. Toàn bộ tâm thư của Jack: mình là Jack đây, các bạn lo lắng lắm rồi đúng không? Bản thân Jack lúc này cũng không có gì khác hơn ngoài hai từ xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi người trong những ngày qua, vì những thông tin không hay liên quan đến cá nhân Jack đã làm ảnh hưởng đến tâm trí, sức khỏe của mọi người trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch. Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này. Đây là việc cá nhân Jack nên rất mong cuộc sống, quyền riêng tư của những người không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng. Jack cũng muốn chia sẻ thêm một số chuyện, đúng sai cũng rất mong manh, nhưng dù sao nói ở đây là cần thiết cho mọi người và cho chính Jack. Jack và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi Jack tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại. Từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường. Mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào. Mong các bạn loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan. Họ phải chịu gièm pha trên mạng xã hội. Những ngày qua, Jack không thờ ơ với những lo lắng của khán giả yêu mến Jack đang gặp phải. Nhưng ở những lúc căng thẳng như thế này, Jack cần giữ một tinh thần sáng suốt để cùng gia đình liên hệ, tìm hiểu và giải quyết các khúc mắc và là nguồn cơn của sự việc hôm nay. Và khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Jack hiểu mình cần phải làm gì để thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân mình với những việc đã xảy ra. Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ. Như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành. Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức và cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thực sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua. Hôm nay, Jack muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình. Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, có người ở lại. Nhưng dù đi hay ở, Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng niềm đam mê âm nhạc và sự cống hiến. Cuối cùng, xin lỗi vì tất cả, trân trọng. Jack, ngày 10 tháng 8, 2021. Mặc dù các bên trong vụ bê bối Jack bị tố ngoại tình đã lần lượt lên tiếng, nhưng sự việc vẫn chưa thể hạ nhiệt mà ngày càng căng hơn bao giờ hết. Không chỉ netizen có cuộc khẩu chiến tưng bừng, nhiều nghệ sĩ như Lâm Khánh Chi, MC Phương Mai cũng nêu quan điểm gây tranh cãi, cũng chấm hóng drama này, nhưng diễn viên Trà My thương nhớ ở ai lại khiến dân mạng phẫn nộ tột độ vì chỉ trích Thiên An là nêu quan điểm gây sốc. Sáng ngày 11 tháng 8, trên Facebook cá nhân, diễn viên Trà My viết status dài gọi thẳng tên Jack và Thiên An và dùng những từ ngữ nặng nề thô tục để mỉa mai người trong cuộc. Giữa lúc dân tình liên tục gửi lời động viên an ủi đến mẹ con Thiên An, sau khi sự việc rầm rộ thì diễn viên Trà My lại buông lời chỉ trích. Mình thì cảm thấy là cô Thiên An kia có vẻ hám phem, chứ không hẳn là Jack có vấn đề. Sao không nghĩ sự việc là cô kia bám Jack, lừa Jack cho có bầu để úp sọt? Sau khi Jack không thích và chia tay thì bù lu bù loa để mong thiên hạ thương xót và chỉ trích thằng đàn ông. Nhiều phụ nữ giờ cũng ghê gớm mà. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn nhận bão gạch đá vì cho rằng việc một người đàn ông khiến bạn gái có thai sau đó chia tay và rời đi là chuyện hoàn toàn bình thường. Mình không bên đàn ông, nhưng việc gì cũng phải rõ ràng, kể cả là có thai, nhưng chia tay rồi thì mắc mớ gì chửi. Cũng chỉ là bạn gái cũ thôi, đã phải vợ con gì đâu. Hàng tháng vẫn đưa tiền nuôi con là được rồi. Mặc dù Trà My cho biết đây chỉ là quan điểm cá nhân của cô, nhưng cộng đồng mạng lại vô cùng tức giận thay cho người trong cuộc, bởi lẽ nữ diễn viên chưa thấu hiểu sự tình và đánh giá sai vấn đề. Bài viết này đang nhận về hàng loạt chỉ trích. Ngoài ra, với vai trò là một người của công chúng, việc Trà My gọi đồng nghiệp là nó và đưa ra lời nhận xét tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người khác cũng là chuyện khó chấp nhận được. Đây không phải là lần đầu Trà My có phát ngôn gây sốc liên quan đến tiêu điểm nóng trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng vướng biến căng vì mỉa mai tiền bối là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, mỉa mai fan K-pop.
Ồn ào giữa Jack và Thiên An vẫn đang là tâm điểm bàn tán từ phía cư dân mạng. Từ khi Thiên An công khai mối quan hệ và có con riêng với giọng ca Sóng Gió, nhiều người đã vào trang Facebook của cô để tấn công, khiến cô phải cầu cứu cộng đồng mạng. Đáng chú ý, YouTuber Thiên An vô tình bị lôi vào câu chuyện này khi một số người đã hóng hớt nhầm nhà. YouTuber Thiên An sinh năm 1998, cùng năm sinh với cô nàng tên Thiên An của Jack. Cô được biết đến rộng rãi với những sản phẩm parody hoặc phim ngắn hài hước. Mới đây, nữ YouTuber vô cùng bức xúc khi bị sử dụng hình ảnh để câu view trắng trợn. Theo đó, cô bị ghép ảnh mang bầu và so sánh với Thiên An xem đâu là bạn gái của Jack. Dạ thưa mấy anh mấy chị, làm ơn đừng vì câu view giật tích mà ăn không nói có giùm tôi cái. Cái hình tôi đăng từ tháng 1 2020, dù tôi biết tôi hơi đàn ông, không ngực eo, cũng chẳng thon, nhưng tướng đó là tướng đàn ông nha. Dạ, nhấn mạnh tạo dáng không hề nữ tính gì mà cũng ráng lôi ra, kéo cho cái bụng chình ình rồi ghép cho được. Nếu mà nghi tôi có bầu thì từ tháng 1 2020, mà bầu nào nguyên một năm tôi không đẻ, vậy mà đóng phim ầm ầm vậy mấy anh chị. YouTuber Thiên An bày tỏ. Cô tỏ ra phẫn nộ khi trà nam được tân bốc trong khi bản thân cô ngồi không dính đạn. Chị Đại chuyển trường cho biết, gửi mấy bạn hóng drama, chưa gì đã thích vô nhà người ta buôn lời nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp chướng, không đăng bài đính chính gì hết, YouTube bị hỏi. Fanpage, Facebook cá nhân bị hỏi tới lướt TikTok cũng thấy mấy bạn tự lấy hình mình ghép tùm lum rồi rao tôi có bầu. Mà đăng bài đính chính thì kêu xấu hơn ai cần, tưởng mình được mà mừng à, ABCXYZ. Ủa mấy bạn bị gì vậy? Trà nam vô trách nhiệm thì được, mấy bạn tân bốc lên quá, còn tôi ngồi không dính đạn thì vô body shaming. Văn hóa nhục mạ đáng xấu hổ này sao đông thế nhớ. Đồng thời nữ YouTuber cũng khẳng định cô không hề đu fame vì fame dơ này không ai cần. Thiên An quả quyết. Đừng có mà kêu tôi đu phem. Dạ, một sáng thức dậy bạn thấy bạn, một cô gái bị kêu mang bầu, đã sinh và hàng loạt những lời nhục mạ. Phem dơ này, đứa nào mê cứ hốt. Không cần phem từ ai, tôi cũng đã có hậu cung của riêng mình rồi. Fan tôi không đông nhưng đủ ấm áp, thương yêu tôi rồi. Tôi không cần danh dơ như vậy đâu. Nghiệp fan tôi cho tôi mỗi ngày dễ cưng chứ không tiêu cực. Nghiệp chướng như mấy thánh, mời đi chỗ khác dùm cái. Hiện chia sẻ của YouTuber Thiên An thu hút nhiều sự tranh luận và bàn tán từ phía cư dân mạng. Mới đây, Bùi Tiến Dũng và Dianka Jakhidova đã kỷ niệm một năm hẹn hò. Nhân ngày đặc biệt, Bùi Tiến Dũng và Dianka Jakhidova cùng chia sẻ nhiều hình ảnh khoảnh khắc ngọt ngào chưa từng công bố của cặp đôi. Không những thế, mới đây bạn gái Bùi Tiến Dũng còn chia sẻ thêm clip ghi lại tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào trong một năm bên nhau. Đáng chú ý, trong clip có khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng không mặc áo, hôn chân bạn gái trên giường. Hình ảnh trên gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi đã quá thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh riêng tư như vậy. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng hình ảnh đó là bình thường của những cặp đôi yêu nhau, không có gì đáng bàn cãi. Được biết, Dianka Jakhidova vừa mới trở lại Việt Nam sau vài tháng về thăm gia đình. Hiện tại, người mẫu đang thực hiện cách ly theo đúng quy định phòng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Không lâu nữa, Dianka Jakhidova và Bùi Tiến Dũng sẽ được gặp nhau. Sự xuất hiện của Dianka Jakhidova chắc chắn sẽ là niềm động viên cực lớn với thủ thành Bùi Tiến Dũng trong mùa giải sắp tới. Bùi Tiến Dũng và Dianka Jakhidova lộ chuyện tình cảm từ sau bữa tiệc với gia đình thủ môn xứ Thanh hồi tháng 7 2019. Nhưng thời điểm ấy, mẫu tài khẳng định cả hai chỉ là bạn. Tôi có quen Bùi Tiến Dũng, anh ấy là một người đàn ông rất tốt và cũng rất thân thiện, nhưng chúng tôi chỉ là bạn thôi. Đến gần cuối tháng 8, Dianka Jakhidova lại bất ngờ xác nhận cô và Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò. Chúng tôi đang hẹn hò với nhau, anh chàng đáng yêu đó giờ là bạn trai của tôi. Kể từ khi Dianka Jakhidova lên tiếng thừa nhận mối quan hệ tình cảm với thủ môn xứ Thanh, cặp đôi liên tục khiến người hâm mộ gato với những khoảnh khắc ngọt ngào. Riêng Bùi Tiến Dũng dù không bày tỏ bằng lời, nhưng anh luôn có hành động lãng mạn, thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái. Điển hình như trong ngày sinh nhật, Dianka Jakhidova, chàng thủ môn bí mật tổ chức tiệc lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.